xe cái mình thì hôm qua mình đã đi qua các cái nội dung trước của mình đó. Thì hôm qua là mình đã đi vào cái khái niệm về máy biến áp đó. Rồi công dụng của máy biến áp và đi qua phần cấu tạo của máy biến áp. Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục đi tiếp cái nội dung tiếp theo, đó là cái nguyên lý làm việc của máy biến áp. Thì nguyên lý làm việc thì đầu tiên á, nói nguyên lý của tất cả các loại máy điện đó là làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, máy biến áp các bạn. Thì nguyên lý làm việc của nó dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Rồi cụ thể thì mình sẽ lý giải chi tiết hơn. Khi đặt vào điện áp xoay chiều Q1, tần số S1 vào trong cuộn sơ cấp. Cái cuộn sơ cấp là cái cuộn mình cấp điện vào đây. Cuộn sơ cấp là nơi mình cấp điện vào ha. Thì cấp nguồn vào cuộn sơ cấp thì nó sẽ có dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp. Rồi thì dòng điện xoay chiều ha, tần số F chạy trong cuộn sơ cấp. Thì khi dòng điện xoay chiều chạy trong các cuộn dây thì nó sẽ sinh ra từ thông biến thiên bên trong cái lòng dây này, bên trong cái ống dây Thì từ thông này nó sẽ được cái lõi sắt nó dẫn chạy trong cái lõi sắt ha, nó tạo thành cái đường đi khép kín. Cái lõi sắt nó là cái đường đi khép kín ra từ trường. Thì từ thông của vòng dây sơ cấp nó sẽ đi trong cái lõi sắt này. Rồi thì nó được móc vòng qua cuộn thứ cấp, vì cuộn thứ cấp mình cũng quấn lên trên lõi sắt nên từ thông từ phía sơ cấp nó chạy móc vòng trong lõi sắt, nó sẽ chạy qua móc vòng qua cuộn thứ cấp luôn. Rồi thì khi từ thông biến thiên đi móc vòng vào bên trong cái cuộn dây thứ cấp này thì nó sẽ sinh ra sức điện động cảm ứng E2, sức điện động cảm ứng E2 ở trên cuộn thứ cấp, và ngã ra này sẽ có điện áp là Q2. Nếu mình nối cái ngã ra này với một cái tải nó kín mạch thì lúc này nó sẽ có dòng điện I2 nó chạy trong mạch. Thì đó là cái nguyên lý. Rồi thì mình nên nốt các ý chính lại ví dụ mình gạch đầu dòng ha. Thứ nhất là nguyên lý là việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, thì đó là chắc chắn bất cứ cái máy điện nào cũng vậy. Rồi mình có thể ghi chi tiết đây. Thì cấp điện áp U1 vào sơ cấp nó sẽ sinh ra dòng I1 chạy trong cuộn dây sơ cấp. Dòng điện I1 này nó sẽ sinh ra cái từ thông phi, từ thông phi này nó sẽ được cái lõi sắt dẫn chạy chạy qua phía thứ cấp. Từ thông phi này nó là từ thông biến thiên từ thông xoay chiều. Từ thông biến thiên mà đi xuyên qua cái vòng dây này thì nó sẽ sinh ra sức động cảm ứng ở trên vòng dây. Sức động cảm ứng này nó tạo ra cái dòng điện cảm ứng nếu cái mạch mình khép kín. Thì đó là cái nguyên lý rất là đơn giản, nó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện xoay chiều biến thành từ thông, từ thông rồi cái lõi sắt nó dẫn đi, nó đi móc vòng qua cuộn thứ cấp thì nó sinh ra sức động cảm ứng ở trên cuộn thứ cấp, và mình nối với tải thì nó có dòng điện ở phía thứ cấp. Thì đó là cái nguyên lý. Nên em nói lại cái chính này thì nếu mà mình coi một lần mình không nắm thì mình cái video thầy này bài giảng thầy đã up rồi rồi cái bài giảng hôm nay thầy cũng upload lại lên thì theo dõi rồi ghi chép lại cho nó dễ lắm. Tiếp theo là một cái video video cả cái học đồng. Thì đây là hình ảnh mô tả hoạt động của cái máy biến áp. Primary cuộn dây màu xanh Primary là cuộn sơ cấp, cuộn dây màu vàng secondary là cuộn thứ cấp Ở giữa này là cái lõi sắt. Thì khi có dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn sơ cấp này cái dòng điện là các cái hạt tượng trưng cho các hạt electron nó chạy trong cái cuộn dây Thì dòng điện đảo chiều liên tục, mình thấy electron nó chạy tới chạy ngược lại chạy xuôi chạy ngược, dòng điện xoay chiều là như vậy. Thì khi dòng điện xoay chiều nó chạy trong cái cuộn dây thì nó sinh ra từ thông xoay chiều. Từ thông xoay chiều là cái mũi tên màu đỏ này, nó chạy trong lõi sắt. Thì từ thông xoay chiều này đó móc vòng từ phía sơ qua phía thứ. Thì khi từ thông xoay chiều nó móc vòng qua lõi sắt thì nó sẽ sinh ra sức động cảm ứng ở trên cuộn thứ cấp, và nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên cuộn thứ cấp. Đó là cái nguyên lý hoạt động.
Tiếp theo, cái nguyên lý thì nó chỉ có như vậy thôi, không có gì phức tạp. Tiếp theo thầy nói tới phần tiếp theo đó là sơ đồ đấu nối, sơ đồ đấu nối của máy biến áp. Thì đối với máy biến áp một pha, thì nó có cụm sơ và cụm thứ. Thì việc đấu nối rất đơn giản, mình nối nguồn vào phía sơ, nguồn chiều hai dây, dây pha, dây trung tính nối vào phía sơ thứ cấp. Thì phía thứ cấp mình lấy điện ra, mình cấp cho cái tải. Thì việc đấu nối đối với máy một pha thì nó không có gì là phức tạp hết. Tuy nhiên nếu mà máy biến áp mình có ba pha, ở đây mình có một cái máy biến áp ba pha thì ba pha thì nó sẽ gồm có ba cụm sơ cấp và ba cụm thứ cấp, ba cái loại xét ở giữa. Rồi phía sơ cụm A đây ha, sơ cấp A đây, thứ cấp đây, B đây, C đây, ba pha. Rồi thì đối với ba pha thì cái nguồn cấp vào nó là nguồn ba pha. Và phía sơ mình có thể đối với mạch ba pha thì mấy em học ở cái môn lý thuyết mạch rồi đúng không? Mạch điện mình là chương trình cao đẳng là lý thuyết mạch. Thì mạch ba pha nó sẽ có hai cách đấu đúng không em? Một cách đấu là đấu hình sao, một cái nguồn ba pha mình có thể đấu hình sao, hoặc một cái tải ba pha mình có thể đấu hình sao. Tương tự có thể đấu tam giác, nguồn ba pha mình có thể đấu tam giác, tải ba pha mình có thể đấu tam giác. Thì đối với máy biến áp nó có ba cuộn dây ha, thì nó cũng có thể đấu kiểu hai kiểu ha, đấu sao đấu tam giác. Thì đấu sao là sao? Đấu sao là mình đấu ba cái đầu dây này nói chung lại ha, rồi ba đầu còn lại mình cấp nguồn vào hoặc là mình lấy điện ra, gọi là đấu sao. Đấu tam giác thì mình sẽ đấu nó giống như là nối tiếp nhau tạo thành một cái vòng khép kín á. Đầu cụm này, đầu A cụm này sẽ nối đầu đầu 1 của cụm A sẽ nối đầu 2 cụm B, đầu 1 cụm B nối đầu 2 cụm C, rồi đầu 1 cụm C nối đầu 2 cụm A, nó tạo thành một cái vòng kín á. Thì mình sẽ lấy điện ở ba cái chỗ bị nối ha, ba điểm nối hoặc là gọi là ba cái đỉnh của tam giác, lấy điện ra để cấp nguồn vào. Thì phía sơ và phía thứ đều có thể đấu sao hoặc đấu tam giác. Do đó tổng hợp lại ha, tổng hợp lại thì mình sẽ có tổng cộng là 4 cách đấu. Phía sơ nếu mình đấu tam giác, phía thứ đấu tam giác, thì cách đấu này gọi là đấu tam giác. Tam giác ha, sơ cấp tam giác, thứ cấp tam giác. Tương tự sơ cấp mà đấu tam giác, thứ cấp đấu sao thì nó gọi là đấu tam giác sao. Rồi tương tự nữa, đấu sơ đấu sao, thứ cấp đấu tam giác thì nó gọi là đấu sao tam giác. Và cả sơ cấp và thứ cấp cùng đấu sao thì nó gọi là đấu sao sao. Thì đó là 4 cái cách đấu máy biến áp. Thì 4 cách đấu này người ta chia nó thành gọi là 12 tổ đấu dây. Nhưng mà cái này thì bạn nào muốn đi sâu tìm hiểu thì tìm hiểu thêm ha. Nó sẽ có 12 tổ đấu dây. Nhưng mà mình đối với mình thì mình chỉ cần nắm là nó có 4 cái kiểu đấu như này ha. Sơ cấp, thứ cấp, mỗi bên nó có để đấu hai cách, đấu sao hoặc đấu tam giác. Thì tổng cộng mình sẽ có tổng cộng là 4 cách đấu. Ví dụ đây là đấu sao sao ha, cái sơ cấp mình đấu hình sao, thứ cấp mình đấu hình sao, gọi là đấu sao sao. Ở cái chữ sao ở phía trước là sơ cấp ha, chữ sao phía sau là thứ cấp. Tương tự ha, sơ cấp mà đấu hình sao, thứ cấp đấu tam giác ha, sao tam giác. Rồi cả hai cùng đấu tam giác thì nó gọi là tam giác tam giác. Rồi tam giác sao, muốn cách đấu. Cái này mấy em lưu ý ha. Rồi, các bạn nào có ý kiến gì thì có thể phát biểu ha. Mình nói nghe các bạn là nói gì. Nếu cần phát biểu gì thì có bấm giơ tay lên này thầy biết là phát biểu. Rồi các bạn hỏi hơi nhã hả? Minh hơi nhã. Rồi các bạn yêu cầu là phần nào có trong kiểm tra hay thi thì nhấn mạnh giùm. Thì tất cả các nội dung này á là đều là những cái nội dung nó tương đối là quan trọng hơn, nó cơ bản nó biết hết. Hình như cái mạng hơi yếu à. Nếu có mạng mà nó có vấn đề gì, nó bị mất disconnect ra thì mình
Vâng. Đấy, có cái báo không? Để xem. Thầy nói cho bây giờ nói lại bình thường chưa em? Nó vừa mới báo hồi nãy rồi xong chắc là nó bình thường rồi. Nếu bạn nào mà nghe không được hoặc là có vấn đề gì thì báo lên nè, hoặc mic lên nói cũng được. Bình thường lại chưa em? Có ai còn thấy lát nữa không? Tạm ngưng một tí ha. À, ok. Thầy nó mới mạng, nó mới có vấn đề. Thì đó là bốn cách đấu. À, bốn cách đấu ha. Một máy biến áp ba pha thì nó sẽ có bốn kiểu đấu ha. Bốn kiểu đấu, đấu sao, sao, sao tam giác, tam giác, tam giác và tam giác sao. Ứng với từng phía sơ cấp và thứ cấp. À. Cái này tới đây mấy em có chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi nha. Chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi. À, nếu không thắc mắc gì thì để tiếp tục. À. Lát nữa mình sẽ có cái bài tập. Nè, thì mình cái bài tập này thầy sẽ không có giới hạn thời gian như hôm trước á, thầy sẽ để thời gian cho tới chủ nhật, thì mình sẽ làm từ bây giờ cho tới chủ nhật, đề phòng một số bạn hôm trước làm không kịp đó. Lưu ý là những bạn nào hôm trước có một số bạn chưa nộp bài á, thì bài hôm trước có thể do thầy giới hạn thời gian nhiều bạn không có làm kịp, sau đó thầy biết. Thì bài hôm nay thời gian nó rộng hơn ha, cố gắng làm đủ quá nha. Bạn nào mà thiếu nhiều bài sẽ bị trừ điểm đó. Bài này để thầy đánh giá cái coi thử mình nắm bài tới đâu, mình lưu ý cố gắng làm đầy đủ tất cả các câu bắt buộc phải làm hết nha. Hôm trước có một số câu mà một số bạn không có điền vào, bữa nay thầy các câu đều phải bắt buộc phải làm thì mới nộp bài được. Thời gian thì rộng rãi nên là mình cứ làm từ từ được. À, thì cách đấu thì sao đó, người ta có thể có trung tính hoặc là không có trung tính nha em. Thì khi mà đấu sao mà có trung tính á, à, ví dụ như cái này, cái máy này đấu sao sao rồi sao zero, à, thì zero này là ứng với cả về trung tính à, sao sao zero, tam giác thì nó không có trung tính à. Rồi tiếp theo mình sẽ nói tới các cái đại lượng gọi là đại lượng định mức của máy biến áp. Thì tất cả các thiết bị à, được nhà sản xuất người ta sản xuất ra thì nó đều có cái nhãn và nó ghi các giá trị trên đó, ứng với cái giá trị mà phù hợp cho máy làm việc thì nó gọi là đại lượng định mức. Thì khi mình vận hành các cái thiết bị này, các cái máy này thì mình phải cho nó hoạt động đúng giá trị định mức của nó. Ví dụ cái quạt người ta ghi điện áp 220V á, thì cắm trong điện áp 220 220V là cái giá trị định mức. Và mình khi mình sử dụng thì mình phải cắm đúng cái mức điện áp đó. Nó có thể cho phép trong cái khoảng ví dụ như từ 200 tới 250 thì sử dụng được trong khoảng đó thôi. Còn nếu mình sử dụng vượt quá cái giá trị định mức hoặc là thấp hơn giá trị định mức thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của thiết bị. Đúng nha. Cái giá trị định mức là cái giá trị nhà sản xuất quy định cho thiết bị, và nếu mình dùng đúng định mức thì nó sẽ sử dụng được lâu dài. Còn nếu mình dùng sai cái giá trị định mức thiết bị người ta quy định á thì tuổi thọ thiết bị nó sẽ bị giảm, hoặc là nó sẽ hoạt động không đúng như mình mong muốn, không đúng như mình muốn. Thì đối với máy biến áp thì nó có một số đại lượng định mức. Thứ nhất là điện áp định mức. Điện áp định mức là cái điện áp mà người ta quy định cấp vào cho máy biến áp. Thì đối với máy một pha thì đó là điện áp pha. Còn nếu máy ba pha thì điện áp định mức là điện áp dây. Em lưu ý nha. Điện áp định mức đối với máy biến áp ba pha là điện áp dây. Sau này cũng vậy ha, các cái loại máy điện khác cũng vậy. Nói tới điện áp định mức của máy ba pha là điện áp dây nha các bạn. Điện áp dây, cái này lưu ý. Rồi, thì đối với máy biến áp thì nó có phía sơ và phía thứ. Thì sơ cấp điện áp định mức nó ví dụ là U1 định mức. Thứ cấp điện áp định mức sẽ là U2 định mức. Mình có thể note lại những cái ý này ha. Cái đại lượng định mức tiếp theo đó là dòng điện định mức. Thì đối với máy biến áp, dòng điện định mức là cái dòng điện quy định cho máy biến áp vận hành ứng với công suất định mức và điện áp định mức. Có nghĩa là nếu cái máy biến áp này mình đang cấp nguồn cho nó đúng định mức, và mình cấp cho nó gắn nó để nó cấp nguồn cho một cái tải,
đúng với định mức của nó, thì dòng điện chạy trong máy lúc này là dòng định mức. Thì dòng định mức đã đối với sơ cấp nó gọi là I1 định mức, ví dụ I1 qua tứ cấp là I2 định mức. Cái khái niệm này mình viết tắt lại ha. Dòng định mức là dòng được quy định cho dây quán máy mát ứng với công suất định mức và điện áp định mức. Cái phía điện áp định mức thì thầy nói hơi thiếu một tí ha. U1 định mức điện áp phía sơ cấp là điện áp ứng với cái giá trị nhà sản xuất quy định để cấp nguồn vô cho cái máy biến áp. U1 định mức là giá trị mà mình cấp nguồn vô ha. Còn U2 định mức thì nó là điện áp hở mạch của phía thứ cấp. Hở mạch có nghĩa là phía thứ cấp mình không có gắn tải vô ha. Mình cứ đo vô đó, đang hở mạch mình đo thử vô. Rồi phía sơ cấp mình cấp U1 định mức, đúng định mức vô. Thì nó ra U2 đang hở mạch, nó gọi là điện áp định mức thứ cấp. Cái chỗ này các bạn nào thắc mắc gì không? Về cái điện áp định mức và dòng điện định mức. Các bạn nói lại chỗ điện áp định mức không? Nếu không ai có người thì tiếp tục bác. Dạ, tiếp nha. Dạ, một đại lượng định mức quan trọng của máy biến áp đó là công suất định mức. Thì công suất định mức nó còn gọi là dung lượng của máy biến áp, dung lượng. Thì công suất định mức ứng với máy một pha thì nó là S nó sẽ bằng U định mức nhân Y định mức. Công suất này là công suất biểu kiến. Máy biến áp người ta đo công suất thì người ta tính cái công suất định mức, người ta dùng công suất biểu kiến U1 nhân Y1 định mức, hoặc là bằng U2 định mức nhân Y2 định mức. Rồi ứng với máy 3 pha thì S nó sẽ bằng N3 U định mức nhân Y định mức là U1 nhân Y1, hoặc là bằng N3 U2 nhân Y2. Thì lưu ý đây là máy biến áp lý tưởng ha. Có nghĩa là công suất phía sơ cấp và thứ cấp là như nhau. Nhưng mà trong thực tế thì máy biến áp nó không phải là cái nó vẫn có tổn hao trong đó. Do đó, nếu máy biến áp người ta nói công suất định mức thì thông thường mình sẽ xác định công suất định mức là công suất phía thứ cấp. Có nghĩa là công suất mở ra của nó. Em lưu ý ha. Tất cả các loại máy điện. Như bạn nào mới hát hay sao ha. Hát thì tắt mic hát cũng được ha, đừng có hát nhiều, bạn ở trong lớp nghe mà. Rồi. Đây nhắc lại ha, đối với máy biến áp thì công suất định mức là công suất biểu kiến và được xác định bằng công suất nở ra ha, được nha. S định mức là S2. Để giùm thầy. Bạn nào gõ gõ cái gì ha. Rồi. S định mức là công suất là F2 nha em. S định mức của máy biến áp ha. S định mức. Cái này mình ghi chú lại một lần. Công suất định mức nó là thường ha, người ta tính nó là công suất F2. Còn F1 thì khi nào mà cái máy gọi là máy lý tưởng á thì người ta mới dùng F1. Còn bình thường S định mức nó là F2 ha. Công suất định mức là công suất nở ra, công suất nở ra của máy biến áp. Máy lý tưởng thì mình có thể dùng F1. Rồi. Một cái đại lượng rất quan trọng của máy biến áp đó là tỷ số biến áp. Thì tỷ số biến áp là cái tỷ số giữa điện áp phía sơ cấp chia điện áp phía thứ cấp. K, ký hiệu tỷ số biến áp là K. Nó bằng U1 chia U2. Tỷ số giữa điện áp phía sơ chia phía thứ. Thì đồng thời là nó cũng bằng tỷ số vòng dây ha. Bằng N1 chia N2. Tỷ số giữa vòng dây sơ cấp chia vòng dây thứ cấp. Rồi. Thì đối với máy biến áp K mà lớn hơn 1 thì nó gọi là máy giảm áp. Tại sao? K lớn hơn 1 có nghĩa là U1 nó lớn hơn U2 đúng không em? K mà lớn hơn 1 có nghĩa là tử nó lớn hơn 1, U1 lớn hơn U2. U1 là điện áp cấp vào ha. U2 điện áp lấy ra. Cấp vào mà lớn, lấy ra nhỏ thì máy nó gọi là máy giảm áp. Tương tự, nếu mà K nhỏ hơn 1 có nghĩa là U1 nó nhỏ hơn U2 thì cấp vào nhỏ ha, lấy ra lớn thì nó là máy tăng áp. Máy tăng áp. Rồi K bằng 1 thì nó không có chức năng biến độ điện áp ha, mà nó gọi là máy biến áp cách ly.
chức năng nó để cách ly phía sơ cấp với phía thứ cấp. Yeah, thì đó là một số cái đại lượng quan trọng cần biết của mấy nhé. Yeah, có ai thắc mắc gì không? Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hỏi anh. À, nếu không thắc mắc gì thì tiếp tục. Yeah, tiếp theo một phần nữa là phân loại mấy biết hát, số loại mấy hát chính. Thì hôm trước mình nói về công dụng thì mình cũng có nói sơ một số, thầy cũng có nói sơ qua số loại mấy hát ra. Thứ nhất là mấy biết hát lực, mấy hát điện lực ha, hay còn gọi là mấy biết hát lực, bỏ chữ điện đi cũng được ha, mấy biết hát lực hoặc là mấy biết hát điện lực. Nó là cái loại máy dùng để truyền tải và phân phối điện trong hệ thống điện ha. Hôm trước thầy có giới thiệu rồi. Thì các máy này công suất nó rất lớn ha, nó dùng để tăng điện áp lên, đưa lên đường dây, rồi sau đó nó truyền tới cái khu vực dân cư thì nó sẽ hạ áp xuống và nó cung cấp cho các cái hộ tiêu thụ, thì nó gọi là máy biến áp lực hoặc là máy biến áp điện lực. Và cái loại thứ hai là gọi là các cái máy biến áp chuyên dụng dùng cho các cái là lượng kim đó, hoặc là cái máy hạt. Thì cái loại này đặc trưng của nó là dòng điện nó rất là lớn và nó sẽ có cái mạch từ để nó điều chỉnh cái dòng điện, điều chỉnh dòng điện được ha. Thì các cái loại máy áp này nó dòng điện rất lớn để nó nung chảy kim loại ở trong các cái lò luyện kim, hoặc là nung chảy kim loại ở chỗ các cái mối hàn để hàn điện, nấu kim loại thành điện. Rồi cái loại máy áp thứ ba là máy áp tự ngẫu. Thì thực ra máy áp tự ngẫu thì nó là cái máy áp rất là phổ biến mình sử dụng. Mình dùng các cái biến áp và sử dụng trong cái ổn áp sử dụng, hoặc là các cái nguồn biến áp nguồn và cấp cho các cái thiết bị điện tử thì hầu hết nó là dùng máy biến áp tự ngẫu. Máy biến áp tự ngẫu thì mình sẽ nói kỹ hơn ở trong các cái phần sau ha, sau mình sẽ đi kỹ hơn về máy biến áp tự ngẫu. Thứ tư là máy biến áp đo lường. Máy áp đo lường là nó dùng để giảm cái, thường là dùng để giảm cái dòng điện chuyển áp đưa vào thiết bị đo. Tại vì khi mình cần đo các cái hệ thống điện lớn á, dòng điện điện áp rất là lớn. Nếu mà mình đưa trực tiếp vào cái đồng hồ đo thì nó sẽ chịu không được cái giá trị dòng và áp lớn á. Thì người ta phải thông qua một cái máy biến áp đo lường, máy biến dòng để đo. Rồi, thứ năm là máy biến áp thí nghiệm. Đó là những cái loại máy biến áp dùng trong thí nghiệm, nó thường nó độ chính xác nó cao ha. Áp cao để thí nghiệm cao áp. Rồi. Thì đó là một số cái nội dung chính của cái phần tổng quan máy biến áp. Thì sau cái bài học này thì mình sẽ làm một số cái bài tập ha. Cái phần tiếp theo này thì qua tuần sau mình sẽ đi tiếp ha. Bây giờ thầy nói về cái bài tập. Rồi. Thì thầy đã chọn một cái bài tập tổng quan ở chương 2, tổng quan về máy biến áp ha. Này, bài tập đây. Thì thầy lên lịch là 15:45, nhưng mà nếu mà mình kết thúc sớm tí thì mình có thể làm luôn ha. Trước khi làm bài tập thì các bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì về các cái nội dung vừa rồi thì có thể đặt câu hỏi ha. Các bạn nào thắc mắc thì cứ bấm giơ tay hoặc là bật mic lên nói cũng được. Các bạn nào thắc mắc các cái nội dung ngày hôm nay và hôm qua, nội dung về tổng quan và máy biến áp không? Nhắc lại nội dung của mình, cái phần tổng quan đó có những nội dung chính này. Thứ nhất là khái niệm máy biến áp là gì. Thì máy biến áp đó là nó là máy điện tĩnh ha, hoạt động nó có máy biến áp đó là máy điện tĩnh hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ biến đổi điện áp xoay chiều, đó là cái khái niệm đó. Thứ hai là công dụng thì thứ nhất là nó dùng trong truyền tải điện để giảm tổn hao điện năng, tăng điện áp lên để giảm tổn hao ha. Rồi, thứ hai là nó dùng để biến đổi ra các cái mức điện áp khác nhau dành cho các thiết bị sử dụng. Thứ ba là nó dùng trong đo lường, điều chỉnh nó biến đổi cái điện áp và dòng điện phù hợp với thiết bị đó. Tư là nó dùng trong hàn điện ha, các cái hàn điện hoặc là dùng trong luyện kim để nấu chảy kim loại trong các lò luyện kim. Đó là cái công dụng của máy áp. Rồi cấu tạo máy áp thì nó gồm có 3 phần chính, dây quấn, nội thép và vỏ máy.
Thì cái cấu tạo của từng phần loại thép thì nó gồm có nhiều loại thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau á, ở giữa các sơn cách điện đó là chức năng nó làm gì. Rồi dây quắn thì dùng để cấp nguồn cấp năng lượng vào hoặc lấy năng lượng ra ha. Thì dây quắn nó thường là dây đồng hoặc dây nhôm, có cái lớp cách điện mỏng và nó quắn thành các cái cuộn dây để nó lồng vào các cái loại xe. Rồi vỏ máy, vỏ máy thì nó để bảo vệ các chi tiết bên trong, đồng thời nó chứa dầu. Rồi trên vỏ thì nó có cái nắp máy ha, nắp máy nó trên đó nó có gắn các cái đầu sứ ra rồi thùng dầu phụ và bắt số chi tiết cần thiết của cái máy nhé. Đó là cấu tạo về nguyên lý hoạt động của máy nhé. Thì nó hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, thì cấp điện áp xoay chiều vào cuộn sơ cấp, có dòng điện I1 và chạy trong cuộn sơ cấp, nó sinh ra từ thông biến thiên. Từ thông biến thiên trong loại sắt nó sẽ móc vòng vào cuộn thứ cấp, nó sinh ra sức động cảm ứng ở bên cuộn thứ cấp anh. Và nếu mình nối kiếm mạch thì nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng I2 trong cuộn thứ cấp. Đó, đó là nguyên lý anh. Rồi các cái cách đấu nối thì mình biết là nó có bốn cách ha. Phía sơ có hai cách là đấu sao và đấu tam giác. Thứ cấp rồi, rồi phía cái đó là nói về cái nguyên lý hoạt động ha. Rồi về cách đấu nối thì mình có bốn cách đấu ha: sơ cấp đấu sao, thứ cấp đấu sao, sơ cấp đấu sao, thứ cấp đấu tam giác, rồi sơ cấp đấu tam giác, thứ cấp đấu sao và sơ cấp đấu tam giác, thứ cấp đấu tam giác, bốn cách đấu. Tiếp theo là cái các cái đại lượng định mức, mình nhớ nó có điện áp định mức, dòng điện định mức và công suất định mức, còn gọi là dung lượng định mức. Rồi, phân loại, phân loại thì nó có năm cái loại ha: máy biến áp lực này, hay còn gọi là máy biến áp chịu lực, rồi máy biến áp chuyên dùng cho các lò luyện kim, máy áp tự động, máy áp đa lượng, máy áp thí nghiệm. Thì đó là một số cái nội dung chính. Thực sự thì cái nội dung nó không có nhiều đâu, tương đối là đơn giản. Cố gắng theo dõi tập trung, hoặc là nếu mình không tập trung được trong lúc này thì mình có thể coi lại video tắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào một số cái bài tập. Thì các bài tập này thầy sẽ chuẩn bị, thầy sẽ bật nó lên ha, các em mình làm cho tới từ giờ cho tới hết ngày chủ nhật. Cái thời gian thầy hẹn là tới ngày tối 23:59 ngày chủ nhật 29/3 là hết tuần rồi. Rồi thì cố gắng làm hoàn chỉnh hết. Hôm trước một số bạn chưa hoàn thành các cái bài tập, thầy cho một số bạn chưa hoàn thành, lát nữa thầy list ra. Rồi thì bây giờ thầy điều chỉnh giờ luôn, bây giờ là 3:37 thầy điều chỉnh 5:40 ha. Và 3 phút nữa thì cái bài này nó sẽ được public lên. Rồi thì coi cho coi trước sơ bộ cái bài tập ha, lát nữa mình sẽ vào làm ha. Thì trước tiên điền email và họ tên vô thôi. Rồi câu 1 hỏi là khái niệm máy biến áp ha, nhắc lại khái niệm cho này. Câu 2 nêu các công dụng của máy biến áp, ngụ ý mình nên gặp một đầu dòng cho nó rõ hơn. Câu 3 thiết bị này là cái gì, trả lời trắc nghiệm của thầy ha. Đó là cái máy gì vậy. Rồi câu 4 cái thiết bị này là cái máy gì, nó là một loại máy biến áp ha, bây giờ mà nó là loại nào chọn ha, người ta nói hết rồi. Rồi cái này là cái gì, chọn đáp án. Rồi câu số 6 nêu cấu tạo của máy biến áp, thì cái này mình kể tên giùm thầy ha, nó có những phần nào ha. Rồi từng phần đó bên trong đó thì mình nói rõ giùm thầy ha. Còn 10 phút nữa thì cái phần mềm nó sẽ tự nào, thì hết cái phần này nếu mà mình không có thắc mắc gì nữa thì có thể ao ra và làm bài tập nhau em, mà không cần phải vào lại Zoom đâu. Thì bài tập thầy cho làm tới từ giờ cho tới ngày chủ nhật ha, cố gắng theo. Mình chỉ cần coi lại cái bài giảng ha, coi lại bài giảng mình làm để đơn giản. Không có gì khó. Là nghỉ luôn rồi thầy. Hết 10 phút nữa thì mình sẽ nghỉ ha. Mấy em tập trung làm giùm thầy các bài tập. Quan trọng là mình nắm để mình ôn lại cái kiến thức để mình nắm được. Thì những câu hỏi thầy đặt ra ở đây đều là những câu quan trọng ha. Hồi nãy các bạn hỏi là các nội dung nào
quan trọng thì thầy note lại giùm để em biết để à, các bạn Dương giơ tay đúng không? Rồi em bật mic lên nói đi. Để cắn Dương. Dương hả? Dương cần hỏi gì thì nói. Rồi Dương hỏi là có vô học nữa không? Rồi. Không cần á, mình vừa kết thúc cái nội dung lý thuyết rồi. Bây giờ tiếp theo là bài tập thì thầy sẽ đăng lên nè. Lưu ý à, cái bài tập này thay vì thầy điểm danh thầy chụp hình cái màn hình danh sách này thì thầy yêu cầu là mấy em làm cái bài tập ha, thầy sẽ dựa trên cái danh sách làm bài tập bài ha. Lưu ý nha, cố gắng làm đầy đủ cho thầy à, hôm trước có một số bạn chưa làm không nộp bài ha, có thể là do gì thầy giới hạn thời gian ngắn quá, nhiều khi nộp không kịp. Thì hôm nay thầy giới hạn thời gian cho tới hết tuần nên là bạn nào không nộp nữa thì sau này mà có vấn đề gì thì pháp thì đáng chịu nha. Không có nói làm có 10 câu ở lại. Đúng rồi, à, 10 câu ha. Thì dạ, tất cả, dạ. Lưu ý, các cái câu hỏi này đều là những cái nội dung mình cần phải nắm ha. À, thầy để lựa ra những cái nội dung cần phải nắm rồi. À, trả lời ngắn gọn thôi, mình cần hiểu cái vấn đề thôi. À, trả lời ngắn gọn thôi. Ví dụ cái cấu tạo máy khác thì mình phải kể nó gồm cái gì, à, loại sắt nè, dây quấn, rồi vỏ máy. Thì loại sắt nó cấu tạo như thế nào á, phải nói rõ ra nha. Loại sắt thì nó gồm có nhiều lá thép kim loại điện tiếp lại với nhau rồi sơn cách đi á, phải nói rõ ra. À, dây quấn thì nó bằng đồng rồi bằng nhôm quấn thành các con dây cách điện với nhau gì đó, phải nói rõ ra nha. À, dạ. Nguyên lý làm việc, à, nguyên lý làm việc của máy khác thì nêu cho thầy nó, thứ nhất là nó dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ đúng không? Rồi cụ thể như thế nào, cấp điện áp U1 xoay chiều vào cụ sơ cấp thì nó sinh ra dòng điện I1 gì đó, rồi từ thông biến thiên gì đó mình phải kể rõ ra ha. Thì cái này thầy đã nói rõ trong video rồi, nãy giờ thầy cũng có nói lại rồi ha. Rồi câu 8, có mấy cách đấu dây kể tên được. Mình ao ra mình làm. Thì bây giờ mấy em có thể ao ra làm cũng được ha. Làm nộp trước ngày chủ nhật, lưu ý nha. Nhưng mà từ từ chờ hết giờ ra cũng được, thầy nói cho xong hết luôn ha. Rồi các đại lượng định mức là gì, đại lượng định mức là gì, khái niệm hồi nãy thầy có nói đại lượng định mức là gì rồi ha. Kể tên mỗi cái ngáp thì nó có những đại lượng định mức nào. Rồi câu 10, phân loại kể tên phân loại ngáp thì tất cả nó chỉ ở trong cái bài giảng thôi, yêu cầu mình coi lại rồi mình trả lời cho chính xác ha. Nên coi lại video để trả lời giùm em. Rồi thì hôm trước này thầy nói lại luôn cái bài hôm trước, có một số bạn chưa nộp đó lại clip ra luôn cho mình biết, để nếu có vấn đề gì thì báo thầy. Bài tập đây, bài tập chương 1 có chấm điểm không thầy? À có đó, thầy có chấm nha. Bài hôm trước thì thầy bài này có thể thầy sẽ chấm điểm bài tiếp theo này. Nè, hôm trước một số bạn chưa có làm, chưa có nộp bài nè. Này, Văn Tuấn nè, Nguyễn Văn Tuấn nè, Huỳnh Anh chưa nộp nè nha. Bữa trước em nộp rồi mà thầy. Đâu, trên này nó báo chưa nộp đây. Em nộp sao? Khi nộp bấm submit nó có báo ok rồi xác nhận gì đó thì mới nộp chứ. Này, Huỳnh Anh chưa nộp thì thấy chưa nộp này. Coi thử. Gì kỳ vậy? Đây, coi chừng mạng lắc nộp không được không? Rồi thì bữa sau tới ngày thứ bảy thầy sẽ đăng cái danh sách bạn nào chưa nộp để nhắc lần cuối nha. Nếu bạn nào chưa nộp lúc đó thì vào coi kiểm tra lại nộp đúng cho thầy nha. Đây thầy thấy có một số bạn chưa nộp đây. Rồi có thể bài đầu nó giới hạn thời gian, nhiều khi em nộp hết cái thời gian rồi nộp thì có thể nó báo không hoàn thành thì sao đó. Thì cố gắng mình làm, bữa nay thầy sẽ không có giới hạn nhanh quá ha. Hôm trước thầy giới hạn có 45 phút thì nó hơi ngắn. Thì bữa nay sẽ để tới cuối tuần. Bạn nào mà chưa nộp thì vừa trước thì bữa nay cố gắng làm nộp đầy đủ nha em. Bài này thầy đã giới hạn thời gian rất là dài rồi ha. Thì hôm sau okay, ơi. Mỗi tuần mình sẽ có một cái bài tập như này. Rồi thì mình nếu bạn nào không có thắc mắc, không có hỏi gì nữa thì mình có thể out ra và bắt đầu làm cái bài tập đó. Xem lại cái video để làm cho nó chính xác. Bye bye thầy. Bye bye. Rồi, rồi chào các em. Bye bye. Dạ. Ai cần hỏi gì thì có thể bye. Rồi, chào cả lớp. Bye bye thầy. Rồi, chào các em. Không vô lại không thầy? Thôi không cần vô lại nha. Không cần vào lại. Mấy em làm cái bài tập. Để
2 đi ha. Các bạn nào cần hỏi về nguyên lý làm việc lại không? Cầm thanh ngô gì đây. Em nên bật mic lên nói thì thầy mới nghe được á. Có em thầy ơi. Rồi vậy nếu bạn nào cần hỏi gì thì thầy sẽ âm, thầy out cái zoom rồi thầy bật lại một lần nữa. Nha. Thì bạn nào cần hỏi thì join lại vào nha. Dạ, tại vì nó sắp hết giờ rồi. Rồi thầy sẽ out cái zoom.